một đĩa soba đậu. Và soba đậu là một món ăn mà truyền thống phổ biến trong nền ẩm thực của Việt Nam. Soba đậu được làm từ gạo nếp và đậu kết hợp với lại đậu xanh và đậu trắng cùng các gia vị khác. Do vậy mà việc ăn món soba đậu này có rất nhiều những lợi ích. Sau đây là những lợi ích của món soba đậu. Một là cung cấp chất dinh dưỡng. Món soba đậu này cung cấp một lượng lớn carbohydrate từ gạo nếp và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, soba đậu còn có nhiều chất xơ, protein, vitamin C, vitamin K và khoáng chất như là kali này, sắt này, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Hai là tạo cái cảm giác no lâu và giảm cái cảm giác đói. Soba đậu là một món ăn cung cấp năng lượng cao. Do vậy mà việc ăn soba đậu thì có thể giúp cho ta cảm thấy no lâu hơn và giảm cái cảm giác đói, cải thiện cái sự tập trung và giúp kiểm soát cái cân nặng của bạn, ngăn ngừa cái việc mà bạn ăn quá nhiều. Ba là duy trì sức khỏe tim mạch. Gạo nếp trong soba đậu thì có thể giúp kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ các vấn đề về tim mạch. Các chất xơ trong hoa đậu thì cũng có lợi ích cho sức khỏe của tim mạch. Bốn đó là tăng cường hệ miễn dịch và là một nguồn gốc tốt của vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể và giúp chống lại các bệnh truyền nhiễm. Năm là hỗ trợ tiêu hóa. Chất xơ có trong gạo và đậu xanh thì có thể là giúp cải thiện cái quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng táo bón. 6 là tăng cường sức đề kháng. Các thành phần trong soba đậu có thể giúp tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể, bảo vệ khỏi bệnh lý. Ngoài ra thì còn có cái lợi ích về sức khỏe. Soba đậu là một món ăn truyền thống ngon miệng và thường được thưởng thức trong nhiều các dịp đặc biệt như là văn hóa ẩm thực của nhiều các quốc gia Đông Nam Á và Đông Á. Mặc dù thì soba đậu có nhiều những lợi ích và được ưa chuộng bởi nhiều người, nhưng mà cũng có một số người là không thích cái món này bởi là một số những cái lý do sau. Một đó là về mùi và vị. Soba đậu có một mùi vị đặc trưng, đó là của xôi và đậu. Do vậy mà không phải ai cũng có thể phù hợp với cái mùi vị này, và cũng có thể là một số người là không thích cái mùi vị này. Hai là về kết cấu của món soba đậu. Soba đậu thường có cái kết cấu bở, do vậy mà có thể là một số người cảm thấy khá ngán hoặc là không thấy hấp dẫn từ cái món soba đậu này. Ba là khả năng gây no nhanh. Món soba đậu thì thường có khả năng gây no nhanh do cái tinh bột trong gạo nếp và đậu. Điều này thì có thể làm cho một số người cảm thấy nặng bụng sau khi ăn món này. 4 là có thay đổi hương vị. Món soba đậu thì có hương vị đặc trưng, do vậy mà không dễ dàng gì thay đổi cái hương vị của món ăn này. Điều này có nghĩa là nếu bạn không thích cái mùi vị cơ bản của món soba đậu, bạn có thể cảm thấy khó chịu và để cá nhân hóa cái việc điều chỉnh cái hương vị theo ý thích của cá nhân. Tất nhiên thì sở thích về một món ăn, về một loại thức ăn là một vấn đề của cá nhân. Và những cái điều không thích về món soba đậu có thể là khác nhau đối với từng người. Tóm chung lại, món soba đậu là cũng có rất nhiều người ưa thích và phổ biến trong cái nền ẩm thực của Việt Nam. Đây là một món ăn không thể thiếu trong những cái bước quan trọng của mỗi người. Các bạn đã bao giờ thắc mắc về cách tự làm một món ăn ngon tại nhà, hoặc thậm chí là cách phát triển bản thân mình? Nếu vậy thì kênh của tôi có thể là nơi dành cho bạn. Tại đây, tôi cung cấp những thông tin bổ ích và trải nghiệm thú vị về những chủ đề này. Tôi làm video với tâm huyết để mang đến giá trị thực sự cho bạn. Nhấn nút đăng ký ngay bây giờ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Khi bạn đăng ký sẽ được cập nhật về những nội dung mới nhất và có cơ hội học hỏi, chia sẻ và kết nối với những người có cùng sở thích.
Tôi rất mong được sự chào đón và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ kiến thức, niềm vui và thành công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ điều thú vị. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng.